Xin chào anh em, lại là Hoàng đây. Và đã được 5 tháng rồi kể từ ngày mà Adelaide ra mắt. Thế nên là đã có nhiều anh em nâng cấp bộ máy của mình, nhiều anh em đã mua mới. Nhưng mà vẫn còn vài anh em đang suy tính xem là liệu rằng mình có nên nâng cấp hay không, liệu rằng mình có nên mua những con CPU thế hệ thứ 12 hay không. Và trong số đó thì rất nhiều anh em nghĩ rằng là bây giờ chỉ cần mua một chiếc MacBook khoảng tầm 3 triệu, 4 triệu là ok rồi. Đấy là một ý tưởng vô cùng là sai lầm nhá. Có lý do tại sao có những chiếc MacBook cấp thấp và những MacBook cấp cao. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm để thay đổi cái suy nghĩ đó về những chiếc MacBook nhá. Ok, trên tay mình đây là chiếc MacBook Z690 Taichi Razer. Đây là một phiên bản đặc biệt của Z690 Taichi đến từ ASRock. Thì chiếc MacBook này là một sự kết hợp giữa ASRock và cả Razer nữa để tạo nên một con MacBook cực kỳ là đẹp như thế này. Và nếu mà để nói về sự khác biệt với cả phiên bản Taichi bình thường ấy thì nó cũng không có nhiều sự khác biệt lắm đâu. Thì về cái lõi ấy, vẫn như vậy thôi, vẫn VRM như thế, vẫn tính năng như thế, chỉ mỗi tội là khác biệt về cái thiết kế, những thiết kế và các vỏ giáp như này. Thì thay vì cái phần là bánh răng như của Taichi thì khu vực đây sẽ có chữ Razer Edition, hay là khu vực này nữa sẽ thay bằng là Razer Chroma RGB. Đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nên mua một chiếc MacBook đắt tiền như thế này? Đầu tiên đó chính là vẻ ngoài của nó. Với những chiếc MacBook giá rẻ hơn đúng không? Thì những chiếc MacBook đấy thường là sẽ trần truồng này, nó gọi là không hề có giáp, không hề có bọc, nhìn trông rất là xấu và nó bị thấp thấp hơn một chút. Nhưng với chiếc Z690 Taichi Razer đằng sau của mình đây thì nó vô cùng là đẹp luôn. Tất cả mọi chỗ đều được phủ gần như là hoàn toàn bằng những chiếc giáp, có thể là bằng nhựa và có cả bằng kim loại nữa, để giúp tạo nên một cái chiếc MacBook nhìn trông chắc chắn hơn, đẹp đẽ hơn và cao cấp hơn rất rất là nhiều. Và thay vì là có hai vùng RGB như những chiếc MacBook cùng tầm giá của chiếc Z690 này thì Z690 Taichi Razer có tận 3 vùng động cơ, một vùng ở phần IO, một phần ở phần chipset và một phần ở bên hông, giúp cho anh em có thể customize, điều chỉnh bằng phần mềm Razer Synapse đẹp đẽ và đồng bộ vô cùng. Lý do thứ hai tại sao chúng ta nên mua một chiếc MacBook cao cấp đó chính là cái chất lượng build của một chiếc MacBook như thế này. Thì những chiếc MacBook giá rẻ đúng không thì nó sẽ thay là bằng nhựa này, là bằng nhôm này, vân vân. Thì chiếc MacBook Z690 Taichi Razer ấy thì cái PCB của nó rất là tốt này, chất lượng cao này, đồng thời mọi thứ của nó đều được phủ bằng kim loại này, ví dụ như là phần khe SSD này, khe RAM DDR5 này, khe PCIe 5.0 này, phần giáp lưng này, giáp hông này, vân vân, tạo nên một chiếc MacBook cao cấp hơn rất nhiều và chắc chắn hơn tất cả những chiếc MacBook khác. Đặc điểm thứ ba đó chính là những cổng kết nối. Lý do tại sao rất là nhiều anh em lựa chọn những chiếc MacBook cao cấp như chiếc MacBook này ấy, đó chính là số lượng cổng kết nối của nó. Trên chiếc MacBook này đây ấy, có tổng cộng là 6 cổng USB Type-A tốc độ cao để anh em có thể truyền file, truyền dữ liệu, gắn các thiết bị ngoại vi của anh em vào. Ngoài ra sẽ còn có 2 cổng USB Type-C Thunderbolt 4 giúp sạc nhanh lên tới là 27W động cơ. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có 2 cổng LAN, một cổng 1GB và một cổng còn lại là 250GB động cơ. Nhiều anh em nói đến đây bảo là uầy, sao mà nó nhiều thế, nó có bị thừa không? Không đâu nhá. Cái lý do tại sao có nhiều như vậy, có một số lượng lớn như vậy là để giúp anh em có thể làm một điều, những điều lớn hơn, những điều tốt hơn. Ví dụ như anh em không muốn sạc bằng cục sạc bên ngoài thì có thể cắm vào cổng USB Type-C, hay là nếu mà anh em có mạng NAS trong nhà thì mình chẳng hạn thì một cổng LAN để cắm ra ngoài mạng ngoài, còn một cổng cắm vào server NAS của anh em rất là thoải mái, vô cùng là dễ dàng luôn. Hoặc là nếu mà anh em mà không muốn cắm những tai nghe 2.1 bình thường nữa mà muốn nâng cấp lên những trải nghiệm audio cao cấp hơn thì chiếc MacBook này có cung cấp audio 7.1 cho anh em sử dụng luôn, rất là thoải mái. Được điểm thứ tư là một điều vô cùng quan trọng, cái thứ quyết định cái hạ cái level của một chiếc MacBook như này, nhưng mà nhiều anh em lại không quá là quan tâm tới nó, đó chính là VRM. Chiếc MacBook Z690 Taichi Razer này sử dụng đó chính là controller của Renesas RAA229131 với tuổi cộng là 20 phây, Renesas RAA220105 với lên số là 105M. Trong đó thì sẽ có 19 face dành cho V-Core lên tới con số tổng cộng là 1995M tổng cộng cho cái phần V-Core đó. Có một cái còn lại thì dành cho các onboard, tất nhiên rồi, onboard thì vẫn phải có đúng không ạ? Vậy thì với một bộ VRM khủng đến như thế này thì tất nhiên rồi, khi mà chạy ở mức maximum thì lượng nhiệt mà tỏa ra bởi VRM nó sẽ rất là lớn. Thế nên là ASRock đã trang bị ở đây một bộ tản nhiệt VRM cũng tương đối là nặng luôn, hai cục nhôm rất là to kết nối bằng mở một ống đồng. Và với cục tản nhiệt bên tay trái này, chúng ta sẽ còn có một cái quạt nho nhỏ nữa để giúp cho hệ thống tản nhiệt có thể hoạt động tốt ở mức cao nhất. Và yếu tố cuối cùng, tức là yếu tố thứ 5 của một chiếc MacBook cao cấp, đó chính là những cái tính năng phụ, những tính năng luxury ấy. Đó, ví dụ như là ở trên chiếc MacBook này đúng không, sẽ có một cổng USB và một cổng SATA tách rời hẳn so với cả tất cả các cụm còn lại,
để giúp cho anh em có thể tránh được những cái cuộc tấn công của virus, của malware, của ransomware và giúp cho giữ data một cách bảo tồn nhất. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ còn có ví dụ như là các BIOS code này, các nút nguồn này, nút reset này nằm ngay trên chiếc mainboard ở đây để giúp cho những anh em nào là người chơi hệ bench table hay là với những anh em audiophile thì cái DAC ESS Saber 9218 ở đây sẽ giúp cho anh em có thể cắm được những cái tai nghe lên tới là 600 ohm lận cơ và trải nghiệm được những cái âm thanh tuyệt vời nhất. Hay là nếu mà anh em nào mà muốn nâng cấp BIOS thì sẽ có nút BIOS flashback mà không cần phải dùng CPU hay là RAM. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta nên mua một chiếc MacBook cao cấp như chiếc Z690 Taichi Razer đằng sau của mình đây. Nhưng mà với một mức cao cấp như thế thì nó có thể cân được i9-12900K không? Hãy cùng thử test xem nhé. Thì đằng sau mình đây là một bộ máy với cả CPU i9-12900K này, chiếc Z690 Taichi Razer này, 3090 này, 32GB DDR5 để giúp cho anh em có thể đạt được mức độ cao nhất trong bộ máy luôn. Và hãy cùng test với những phần mềm nhé. Với Blender thì Classroom đã đạt được là 90 sample trên phút, Monster thì đạt được là 189 sample trên phút, còn với Jungshot thì là 107 sample trên phút. Với tổ hợp Adobe thì Photoshop đã đạt được là 1410 điểm, còn Premiere Pro thì đạt được là 829 điểm. Còn V-Ray CPU thì đạt được là 27.776K sample. Với Cinebench R23 thì sẽ là 1958 điểm cho đơn nhân và 27.139 cho đa nhân anh em ạ. Đó là những con số rất là ấn tượng, những con số rất là lớn. Nhưng mà điều mà mình muốn anh em chú ý ở đấy đó chính là cái nhiệt độ của VRM trong những cái bài test này. Khi mà mình test với Blender này, với Photoshop, với Premiere, với V-Ray, với tất cả, với Cinebench thì mức nhiệt độ của VRM rất là tốt luôn, chỉ khoảng tầm 30-40 độ C và tiệm cận với cả 50 độ C thôi, chứ chưa từng lúc nào mà nó vượt quá mức đấy cả. Thế nên chứng tỏ một điều rằng là mặc dù có tận 19 phase V-Core chạm vào chiếc CPU này, nhưng mà cái bộ tản nhiệt VRM của nó đã hoạt động rất tốt để giúp cho tản nhiệt được cho cái cả bộ máy này. Đó. Nhưng mà cái con số đấy thì có ảnh hưởng đến việc chơi game không? Hãy cùng thử test xem nhá. Với CSGO ở mức setting là low thì mình sẽ đạt được ở đây là 391 FPS, còn khi mà mình chỉnh lên high thì nó chỉ giảm xuống một tí thôi là còn 378 FPS. Với Cyberpunk ở mức Ray Tracing Ultra thì đạt được ở mức FPS là 101, còn với God of War ở mức Original thì là 222 FPS. Với Red Dead Redemption thì mức setting cao nhất mình đạt được là 148 FPS động cơ. Shadow of the Tomb Raider cũng cho điểm số rất cao như vậy, ở mức setting highest là 196 FPS. Thì mình đã bắt đầu bằng mức offset, mình dần giảm các mức offset đến khi mình làm hài lòng nhất ở mức là -0.1. Còn khi mà mình tăng lên là -0.11 này, 0.12, 0.13 thì cái mức setting này nó không được ổn định cho lắm, và có lúc được, có lúc chạy được, có lúc không, và thỉnh thoảng sẽ bị crash máy, bị xanh màn hình các thứ kiểu. Còn khi mà mình chạm lên quá -0.1.3 thì máy coi như là bật phát là sập luôn. Đấy, cho nên là mức offset -0.1 là mình cảm thấy rất là hài lòng. Khi này thì điểm Cinebench đã tăng lên rất nhiều, lên khoảng tầm gần 1.000 điểm luôn. Wow, khá là ấn tượng đấy. Và khi đó thì mức điện đã giảm xuống khoảng tầm 20W, còn mức nhiệt thì cũng chỉ tăng có một tí tí thôi, không quá là nhiều. Thực sự rất là ấn tượng với cả cái bộ VRM và chiếc MacBook Z690 Taichi Razer này. Và mình đã test trong tựa game để mình xem là liệu rằng mức setting overclock của mình đã hoạt động tốt chưa. Thì mình test trong CSGO, mở khóa tất cả mọi thứ, bật hết tất cả mọi thứ ở mức setting lâu nhất thì mình đã đạt được là 511 FPS luôn. Wow, thế này thì cơ mà đánh như simple luôn. Rồi, ok. Mình thực sự cảm thấy ấn tượng với những cái gì mà chiếc MacBook này đem lại cho chúng ta. Đây là một chiếc MacBook không chỉ là một chiếc MacBook cao cấp mà nó là còn một chiếc MacBook dành cho fanboy nữa. Tại vì nó là chiếc MacBook kết hợp giữa Asus và Razer mà. Nhiều anh em là fanboy Razer chắc chắn là sẽ thích chiếc MacBook này. Còn nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm này thì anh em check đường link dưới mô tả nhé. Và nếu mà anh em muốn mua chiếc MacBook này hoặc những chiếc MacBook khác với một mức giá có thể là sale đi chẳng hạn, thì anh em hãy đón chờ nhé. Bởi vì chúng mình sắp mở ra hai chi nhánh mới ở Hà Đông và Bắc Giang. Và đến đấy thì anh em sẽ có rất nhiều chương trình sale luôn. Nếu mà anh em cảm thấy video này rất là hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại một video sau nhé.